Xin chào quý vị khán giả của chương trình Con đường sức khỏe. Xin chào bác sĩ Nguyễn Thị Cúc. Ngày hôm nay Thanh Tâm rất vui khi được trò chuyện với bác sĩ trong chuyên mục Tổng đài bác sĩ. Thưa bác sĩ, bệnh viêm phổi là tình trạng bệnh mà thường gặp ở trẻ nhỏ, và khi mà nhắc tới viêm phổi, người ta sẽ nghĩ ngay tới là bệnh diễn ra theo mùa, vào mùa đông hoặc là mùa xuân. Tuy nhiên, vào mùa hè cũng là thời tiết điều kiện thuận lợi để viêm phổi ở trẻ em phát triển. Vậy vì sao trẻ lại hay bị viêm phổi vào mùa hè? Cách phòng ngừa và điều trị như thế nào sẽ đem lại hiệu quả? Đây cũng là chủ đề trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và trước tiên, xin mời quý vị cùng bác sĩ Cúc sẽ theo dõi clip tổng hợp sau đây. Nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ rằng các bé chỉ hay mắc bệnh viêm phổi trong mùa đông là chính. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều trẻ bị viêm phổi trong mùa hè và con số đó ngày càng tăng theo từng năm. Nguyên nhân thì có thể do thói quen sử dụng đồ ăn thức uống để lạnh như kem, nước sinh tố hay trái cây ướp lạnh. Hay một nguyên nhân khác khiến nhiều trẻ bị viêm phổi trong mùa hè là việc sử dụng quạt gió hoặc điều hòa làm mát ở nhiệt độ thấp khiến trẻ bị viêm phổi. Tuy nhiên, do nhận thức sai lầm rằng viêm phổi chỉ có ở mùa đông mà nhiều cha mẹ chủ quan và bỏ qua các triệu chứng ban đầu khi trẻ bị nhiễm bệnh. Từ đó dẫn tới bệnh tình ngày càng nặng, và khi được đưa tới bệnh viện thì trẻ đã bị viêm phổi nặng, dẫn đến khó khăn trong điều trị cũng như ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của trẻ. Vâng ạ, thưa bác sĩ, như trong clip mà chúng ta vừa theo dõi thì viêm phổi vào mùa hè đang còn xa lạ đối với nhiều người, bởi vì nhiều người cho rằng viêm phổi là bệnh theo mùa và thường xảy ra vào mùa đông hoặc mùa xuân. Chính vì thế mà nhiều người lớn đã chủ quan không phòng ngừa cho trẻ. Vậy bác sĩ có thể cho biết là vì sao trẻ lại dễ bị mắc bệnh viêm phổi vào mùa hè ạ? Xin chào quý vị khán giả, xin chào MC Thanh Tâm. Bệnh viêm phổi là một bệnh viêm đường hô hấp dưới và hay gặp ở trẻ nhỏ. Tỷ lệ mắc bệnh là khá cao. Mùa hè thời tiết rất nóng đực và làm cho trẻ ngủ kém, ăn kém và giảm sức đề kháng, giảm cái dinh dưỡng. Vì đấy là một cái điều kiện để mà trẻ dễ mắc bệnh. Một phần thứ hai là do cái vì thời tiết nóng đực nên là các bậc phụ huynh hay cho trẻ nằm mát, và nhưng mà lại sử dụng cái mát ấy không đúng cách, làm cho trẻ bị lạnh. Thứ nhất là dùng điều hòa cái nhiệt tốt làm cho trẻ quá lạnh. Thứ hai là cho trẻ nằm trực tiếp với lại cái gió quạt mà nó không quay, nằm thẳng với cái luồng gió quạt, hoặc là điều hòa làm cho trẻ dễ bị lạnh. Có thể dùng các cái máy phun sương ấy, máy quạt phun sương làm cho trẻ luôn liên tục hít về cái không khí lạnh, nó gây một cái viêm phổi. Thứ ba nữa là dùng cái điều hòa để cho cái nhiệt độ bên ngoài và bên trong phòng chênh lệch nhau quá nhiều, trẻ sẽ gây một cái sốc nhiệt và gây một cái cảm lạnh. Mà ngược lại thì có một số trường hợp gia đình bệnh nhân lại sợ nằm điều hòa, nên là để cho con nằm bị quá nóng, ra nhiều mồ hôi, ướt áo, lạnh lưng cũng gây cho trẻ viêm phổi. Và mùa hè thì là trẻ lại rất là thích tắm và tắm lâu. Mà khi tắm xong thì để đi vào trong cái phòng có quạt mạnh, thì có điều hòa đang mở thì trẻ sẽ gây một cái cảm lạnh. Rồi uống nước lạnh, đi chơi nhiều mồ hôi, về tắm luôn thì sẽ gây một cái viêm họng. Mà viêm họng thì là không điều trị thì nó sẽ đi xuống dưới và gây viêm đường hô hấp dưới, viêm phổi. Vâng ạ, như bác sĩ vừa chia sẻ thì nguyên nhân chính khiến cho trẻ dễ bị mắc các bệnh viêm phổi vào mùa hè đó là do thói quen sinh hoạt như là uống nước lạnh, hay là nằm trước quạt gió, hoặc là nằm trong phòng điều hòa. Tuy nhiên mùa hè thì chúng ta không thể không sử dụng các thứ đó rồi. Vậy có cách nào để chúng ta vừa có thể phòng tránh được bệnh viêm phổi mà vẫn có thể sử dụng được những thiết bị làm mát cũng như là những đồ uống giảm nhiệt trong mùa hè? Ở trong phòng điều hòa chúng ta chỉ nên mở ở nhiệt độ 29-30 độ thôi. Và làm như thế để cho trẻ nó không, cái chênh lệch giữa nhiệt độ bên ngoài bên trong nó không bị quá chênh lệch. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta định cho trẻ ra ngoài thì nên tắt cái điều hòa trước nửa tiếng, nó không bị sốc nhiệt. Khi mà cho nằm điều hòa ấy, thì nên cho trẻ mặc quần áo dài tay mỏng và dễ thấm mồ hôi, không được cho mặc áo hở nách, vì nếu mà hở nách thì sẽ làm cho lạnh cái vùng nách, vùng phổi, trẻ dễ bị viêm phổi. Theo quan niệm của điều trị trong ngành chúng tôi thì cái dinh dưỡng của cháu là 50% của việc phòng bệnh, chữa bệnh. Nếu các cháu phải cho ăn đầy đủ chất và các cái loại đạm, động vật đều được ăn được cả, không kiêng cái gì. Chế biến thức ăn cho trẻ được hợp khẩu vị, chứ không phải là cho ăn một thứ thức ăn mà trong suốt cả ngày thì trẻ sẽ không có cảm giác thèm ăn.
và trẻ không ăn được nhiều sẽ suy giảm sức miễn dịch. Những trẻ mà không được tiêm phòng về bệnh viêm phổi mà do cái vi khuẩn gây nên, rồi những trẻ mà suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém, thì đấy là những cái cơ hội, những cái điều kiện để mà trẻ dễ bị viêm phổi. Vâng ạ, như vậy là chúng ta có nhiều cách kết hợp khác nhau để có thể là vừa sử dụng các thiết bị làm mát, kết hợp ăn uống giảm nhiệt và cũng tránh được nguy cơ mắc bệnh viêm phổi. Tuy nhiên có một điều mà Thanh Tâm đang thắc mắc, đó là viêm phổi vào mùa hè thì có gì khác so với viêm phổi vào mùa đông? Và nếu như không được kịp thời chữa trị, viêm phổi vào mùa hè sẽ gây ra những hậu quả gì, thưa bác sĩ? Nó khác nhau ở thời tiết, vì mùa hè là quá nóng. Mà khi mà quá nóng ấy thì trẻ sẽ hít vào cái không khí là cái nóng ấy, làm tổn thương cái niêm mạc vùng mũi, vùng họng và cũng gây nên cái viêm họng. Thế còn mùa đông thì lại thời tiết lại quá lạnh, nên là trẻ lại hít vào cái nhiệt độ bên ngoài quá lạnh, cũng làm cho cái niêm mạc vùng mũi họng sung huyết và cũng gây cái viêm phổi thì của mùa hè, mùa đông đều là do vi khuẩn gây nên. Đó là vi khuẩn Haemophilus influenza và vi khuẩn phế cầu. Theo dõi trẻ được sát mà phát hiện được trẻ có một cái những triệu chứng, thí dụ như là ho sốt này, thì tuyệt đối là không được tự mua thuốc dùng. Khi mà thấy trẻ là bắt đầu ăn có kém đi và không chịu chơi thì phải cho đi khám bác sĩ ngay. Chứ còn nếu mà tự mua thuốc dùng thì sẽ gây một kháng thuốc, thì bác sĩ rất khó điều trị và cái tiên lượng rất là khó khăn. Là uống thuốc cho đủ liều này, đúng ngày này, đủ ngày này, không được ngừng sớm kháng sinh. Để mà nếu mà chúng ta ngừng sớm thì cái tổn thương của tế bào với nang phổi nó không khỏi hẳn, thì đấy là một cái để mà trẻ dễ mắc lại lần sau. Thì thứ nhất là điều trị rất khó và diễn biến bệnh sẽ nặng lên. Nếu như mà chúng ta mà điều trị mà đến với quá nặng thì những trẻ bị suy hô hấp nặng chẳng hạn, thì sẽ bị suy hô hấp, có cơn ngừng thở và sẽ làm cho đứa trẻ điều trị rất là khó và có nguy cơ đến tính mạng. Bệnh viêm phổi thì cũng giống như các bệnh viêm đường hô hấp khác, là cũng có những mức độ khác nhau. Như bác sĩ vừa chia sẻ, nếu không được thăm khám sớm thì việc điều trị sẽ rất khó khăn. Vậy khi trẻ có triệu chứng như thế nào thì chúng ta cần đưa đi chẩn đoán và kiểm tra về tình trạng bệnh viêm phổi ở trẻ, thưa bác sĩ? Khi mà cha mẹ cho con đến khám thì bác sĩ sẽ là cái người khám để đánh giá được cái tình trạng sức khỏe của con, tình trạng bệnh của con. Tại vì nếu tất cả mà đều vào viện thì rất là quá tải, không thể nào mà để có cháu nằm viện được. Nên là trường hợp mà viêm phổi nhẹ mà thì có thể cho cô đơn về nhà, nhưng mà với điều kiện là gia đình phải có một cái chăm sóc đặc biệt, theo dõi sát và cho con uống đúng thuốc, đủ liều, đủ ngày, chứ tránh tình trạng là thấy tình trạng là bận thì quên cái liều thuốc của con. Hai là cho con uống thấy đỡ đỡ rồi là ngừng thuốc ngay, thì cái đó cũng không thể điều trị ở nhà được mà làm cho tình trạng nặng lên. Mà theo tư đơn của bác sĩ mà sau 3 ngày mà trẻ không đỡ, đã bắt đầu là biểu hiện khó thở, trẻ mệt này, bỏ ăn này, thứ hai là thở thì co rút lòng ngực, bụng thở phập phồng, thì đấy là một cái mà biểu hiện cái tình trạng khó thở, suy hô hấp, là cháu đã có một cái tiếng quanh môi, thì đấy là một cái viêm phổi đã quá nặng rồi, cái đó phải đưa đến bệnh viện điều trị cấp cứu. Vậy là với những mức độ khác nhau thì chúng ta có thể nghiên cứu việc là điều trị tại nhà hay là nhập viện. Nhưng mà cụ thể thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là bệnh viêm phổi thì chúng ta nên điều trị với phác đồ như thế nào? Khi đã gọi là viêm phổi rồi thì bắt buộc phải dùng kháng sinh. Và kháng sinh thì cũng có nhiều loại kháng sinh, nhưng chúng ta phải chọn phù hợp với tình trạng của trẻ. Một số các cái thuốc khác có thể là chữa triệu chứng, thí dụ như là nếu mà trẻ có ho mà có nhiều đờm thì chúng ta phải cho thuốc loãng đờm để trẻ dễ đứng ra ngoài. Tuyệt đối là không được dùng các cái loại thuốc mà nó hạn chế ho, phải uống thuốc ho nhưng mà không được uống thuốc có cái loại thuốc ho có an thần, và cho trẻ uống nhiều nước để cái dịch viêm nó không bị quánh lại, không làm cho trẻ bít tắc đường thở, gây khó thở. Thứ ba nữa là chăm trẻ, cho trẻ ăn tốt là nó nâng sức đề kháng, cho trẻ nó nằm ở cái nơi thoáng, không bị nóng quá nhưng mà đừng có lạnh quá gây khó chịu và gây khó khỏi bệnh.
Xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Cúc với những chia sẻ vừa rồi. Thưa bác sĩ, trong những phút tiếp theo của chương trình, tôi muốn gửi tới bác sĩ những thắc mắc của quý vị khán giả về căn bệnh viêm phổi để nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Đầu tiên là ý kiến của chị Bùi Ngọc Hà ở Nam Từ Liêm, Hà Nội với nội dung như sau ạ. Chào bác sĩ, con gái tôi năm nay 4 tuổi. Mấy hôm vừa rồi trời nắng nóng đột ngột khiến cháu mệt mỏi, bị ho, sốt nhẹ và khò khè khó thở. Đưa cháu đi khám thì bác sĩ bảo cháu bị viêm phổi và đã cho thuốc về điều trị. Cháu uống thuốc và đỡ được mấy ngày thì lại bị ho, mặt tím tái và thường xuyên nôn chớ. Tôi rất lo lắng và muốn nhờ bác sĩ của chương trình tư vấn giúp cách điều trị hiệu quả để cháu không bị tái đi tái lại nữa. Cảm ơn bác sĩ. Và xin mời bác sĩ Cúc sẽ tư vấn cho vị khán giả của chương trình. Cháu mà chị là bị viêm phổi mà được điều trị tại nhà chưa đáp ứng được cái tình trạng bệnh mà cháu, chị phải cho cháu đến tái khám lại để một cái phác đồ, một cái loại kháng sinh để phù hợp với tình trạng của bệnh của cháu hơn. Chứ nếu không thì trẻ sẽ gây một cái tình trạng viêm phổi nặng. Nếu không điều trị kịp thời thì sẽ gây một cái biến chứng, thí dụ như là tràn mủ màng phổi, áp xe phổi, tràn khí màng phổi và gây những tình trạng suy hô hấp, tế bào của phế nang ấy bị viêm. Thì bị viêm nặng thì trẻ sẽ bị hay bị tái phát. Và sau đây là câu hỏi của chị Trần Thị Thúy ở Thanh Hóa với nội dung như sau ạ. Con tôi năm nay được 14 tháng tuổi, cháu thi thoảng có ho và khó thở nhưng sau đó thì tự khỏi. Gần đây một số trẻ em quanh khu nhà tôi bị viêm phổi khiến tôi lo lắng cho con. Vì bình thường cơ địa cháu đã yếu sẵn, nay có nhiều bé khác trong khu vực cũng bị bệnh như thế thì không biết là có lây sang cháu hay không. Và làm thế nào để phòng ngừa và không để con tôi bị lây bệnh từ các bé khác? Xin bác sĩ tư vấn giúp ạ. Để giúp cháu phòng ngừa được bệnh viêm phổi thì trước tiên là chúng ta phải quan tâm đến chuyện tiêm phòng vaccine chống viêm phổi cho con, hemophilus, influenza và cái phế cầu. Thứ hai là chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ để trẻ có một cái sức khỏe tốt, ăn uống đầy đủ về chất đạm, đầy đủ về chất vitamin, các trái cây để cháu có một cái sức khỏe tốt và cái sức đề kháng chống bệnh viêm phổi tốt. Thứ ba nữa là không tiếp xúc trực tiếp những trẻ mà đang bị viêm phổi, đang bị ho, vì cái khi ho thì cái chất xuất tiết nó bắn ra ngoài, nó mang theo vi khuẩn và như thế nó sẽ vào cơ thể của con mình. Và con mình sẽ có nguy cơ để viêm phổi. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Cúc. Và tiếp theo là email của khán giả Nguyễn Hương Trà My ở Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa gửi về cho chương trình có nội dung như sau ạ. Con trai tôi được 26 tháng tuổi, bé hay bị viêm họng, viêm amidan. Và gần đây nhất thì cháu bị viêm phổi và phải nằm điều trị 7 ngày tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi về thì cứ mỗi lần uống sữa là bé bị đầy bụng và đi ngoài phân sống. Mấy hôm nay thì bé bị thêm chảy nước mũi và hắt hơi thường xuyên. Tôi muốn hỏi triệu chứng đó của bé là bị bệnh gì và làm cách nào để phòng tránh cho bé không bị tái phát bệnh viêm phổi ạ? Và với điều kiện trời nóng như thế này thì cháu có thể nằm được ở phòng điều hòa hay không? Và xin mời bác sĩ sẽ giải đáp thắc mắc cho khán giả. Con đã vừa điều trị viêm phổi xong thì và dùng kháng sinh 7 ngày thì con lại bị rối loạn tiêu hóa, thì thường đấy là tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn của kháng sinh. Vì thế là trẻ sẽ bị đi ngoài phân sống này, thức ăn không tiêu được gây cái chướng bụng của trẻ, cũng phải nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa để bác sĩ dùng thuốc và hướng dẫn cho mẹ cách chế biến thức ăn để mà cho nó dễ tiêu và đường ruột nó tốt lên thì hấp thu được thức ăn này, hấp thu được thuốc với tốt. Con mới điều trị xong mà con lại bị hắt hơi sổ mũi thì đây là một cái đợt nhiễm trùng mới, thì cũng phải nên đi khám sớm. Với thời tiết nắng nóng này thì trẻ vẫn nằm được điều hòa, nhiệt độ trong phòng với nhiệt độ bên ngoài không chênh nhau quá nhiều, hoặc là trước khi mà cho con ra khỏi phòng thì phải tắt điều hòa trước nửa tiếng để trẻ dễ thích nghi, không gây một tình trạng sốc nhiệt. Chứ nếu mà không cho nằm điều hòa thì trẻ lại oi bức, ra nhiều mồ hôi và cũng lại dễ ướt áo lạnh lưng. Xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Cúc đã dành thời gian tư vấn chia sẻ cho những khán giả của chương trình Con đường sức khỏe những kiến thức rất bổ ích về bệnh viêm phổi ở trẻ em. Quý vị khán giả nếu như có những nhu cầu liên quan tới sức khỏe hay các dịch vụ chăm sóc chữa bệnh thì có thể liên hệ tới địa chỉ email đang xuất hiện trên màn hình. Còn bây giờ,
Kính chào và hẹn gặp lại.